Các bạn chào mừng tất cả bạn quay trở lại với kênh của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ bắt đầu thực hiện validation cho các bạn nhé. Ở video hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn setup được cái đầu vào input ở trong cái lớp lớp validate đúng không ạ? Chúng ta đã có hai cái biến này keep được cái data các bạn nhé. Và hai cái giá trị của biến này chỉ được gì truy cập qua cái gì qua các phương thức các bạn nhé, đúng không ạ? Vì là gì biến là private mà đúng không ạ? Rồi thì ở đây thì mình sẽ tạo một ra phương thức. Mình sẽ tạo phương thức nhá. Call methods validate các bạn. Mình sẽ gọi qua gì ạ? Validate này đúng không ạ? Và gọi đến phương thức là validate nhá. Validate form các bạn nhá. Validate form. Rồi sau khi mình có validate form á, thì mình phải khai báo ở trong cái gì ạ? Trong cái thằng class này đúng không ạ? Public. Public này function. Public function các bạn nha, validate form. Rồi thì là cái bài hôm trước các bạn nhớ là phần về tư duy functional như thế nào thì tư duy OOP cũng như thế các bạn nhé. Chẳng qua là gì, bây giờ cái giá trị nó đang lưu ở gì ở các biến private đúng không ạ? Thì các bạn thì phải truy cập data qua cái biến này các bạn nhé. Rồi thì ở đây thì mình sẽ có đầu tiên là gì, for x đúng không ạ? For x này, cái ruler nằm ở đâu bạn? Zit đúng không ạ? Chọn đến đây ruler có s đúng không ạ? Thì ra là mảng ruler nhé, as dollar field name. Key là gì ạ? Key là value là ruler các bạn nhé. Là các ruler có S đúng không ạ? Đây thì các bạn có thể xem cái thằng data của nó đây các bạn này. Đây mình comment lại cho các bạn nhé. Mở đây cho nó dễ. Rồi ở đây thì các bạn chú ý là gì? Khi mình for x qua zit to ruler á, tức là mình for x qua thằng này. Và cái field name là gì? Lần lượt là gì? Name này đúng không ạ? Còn cái ruler S này là cái mảng các require các bạn nhé. Rồi mảng các require này nhé. Rồi sau khi mà mình loop qua được lần đầu tiên đó, mình sẽ lấy được cái mảng các gì? Các require đúng không ạ? Thế thì để vào được một cái require bất kỳ name thì mình lại phải for x lần nữa các bạn nhé. For x. For x cái đô la ruler của S này đúng không ạ? AS thì các bạn, AS với đô la ruler các bạn nhé. Đấy, thì mỗi lần ruler nó là một cái string này đúng không ạ? Sau khi mình có ruler rồi thì lúc này gì? Mình mới gì? Thực hiện validation các bạn nhé. Ở đây mới gọi là thực hiện này. Validate. Đây mình sẽ cái gì ạ? Và đăm cho các bạn xem các cái ruler mình đã lấy được này. Và đăm ruler này. Và đăm cái field name. Đúng không ạ? Phẩy gì? Phẩy cái ruler đúng không ạ? Rồi. Các bạn mở browser lên nhá. Các bạn test này. Các bạn thấy không ạ? Mình đã gì và đăm được gì cái field name là string name này, ruler là gì qua không ạ? Ruler là email và ruler là gì? À quên, field name là email nhá và gì? Ruler là require nhá. Đấy. Thì mình đã gì? Mình đã show qua được các cái ruler name rồi đúng không ạ? Đến đây là mình đã có ruler name rồi. Nhưng gì? Với OP đến đây thì các bạn sẽ nói là mình là gì? Mình sẽ tạo ra các cái phương thức nhá các bạn nhé. Tạo phương thức ở đây đúng không ạ? Từ cái lại zip trở đến cái phương thức name đúng không ạ? Username validate này, username message đúng không? Ở dưới đây là đúng không ạ? Giống hôm trước là gì? Mình sẽ copy tất cả phương thức trước vào trong cái class này đúng không các bạn? Không các bạn nhé, thì ở trong cái tư duy của OP ấy, khi các bạn code ấy thì các bạn cố gắng xử lý những cái tác vụ gì? Các bạn nhớ cho mình cái quy tắc của thằng Solid. Solid nha các bạn nhé. Thì nó có một cái từ khóa là S này đúng không ạ? Tức là gì? Single responsible các bạn nhé, tức là gì? Mỗi thằng gì?
mỗi thằng luật ở đây là ruler chẳng hạn là gì, là require là email hay gì đấy các bạn nhé, thì nó gì nó sẽ được validate ở trong một cái class riêng các bạn nhé, tách ra, tránh cái việc class các bạn lại phình to ra như giống như functional không ạ. Rồi thì để gì, để matching của class nào xử lý cái ruler nào thì chúng ta phải có gì, có một cái biến giữ cái việc đấy các bạn nhé. Đây mình sẽ có một cái biến này private đúng không ạ, ruler mapping các bạn nhé, ruler map class đúng không ạ, sẽ bằng này cái mảng đúng không ạ. Ở đây mình sẽ matching là gì, ví dụ như mình lặp qua được thằng require các bạn nhé. Đây mình lặp qua được cái thằng ở đây, mình lấy được cái ruler là require đúng không ạ, thì mình mong muốn là gì, với cái luật require này thì gì, lấy cho mình cái class là gì ạ, require validation các bạn nhé. Thì ở đây thì mình sẽ có tạo ra trước đi các bạn nhé, mình sẽ tạo ra một class, ở đây mình sẽ tạo thêm một cái folder, new một cái folder nhé, là validate, validate, và trong cái validate này mình sẽ tạo ra một cái class là gì ạ, là require, require các bạn nhé, là required validate nhé. Đấy .pp để xử lý cho việc này, check require các bạn nhé, hỏi chấm này pp này, mình có class đúng không, require, cái này mình sẽ copy các bạn nhé, gname control c và mình copy cái tên class ở đây, class require validation đúng không ạ, validate. Thì trong cái class này thì mình chưa có cái gì cả, các bạn cứ để nguyên lên thế này cho mình thôi, là gì, cái class này xử lý cho việc require nhá. Và quay trở lại cái file validate thì các bạn config cho mình là gì, require, ở đây thì mình chưa, nó không gợi ý cho mình cả. À đây các bạn nhá, require giật validate nhá, hai chấm này class. Thì cái phương thức này nó gì, nó chỉ giúp cho bạn thì lấy về cái tên class này thôi các bạn nhé, để cho mình biết là gì, mình sẽ xử lý cái validate gì qua được bằng class này đúng không ạ. Rồi sau khi các bạn config này thì các bạn cũng vui lòng gì require vào cho mình nhé đúng không ạ, require, mình đang đứng ở cái validate này đúng không ạ, và chấm dir này là mình vào đến cái thư mục pp training rồi đúng không ạ, chấm rồi xuyệt này, validate này là tên thư mục đúng không? Xong xuyệt là gì quay. Đây các bạn nhé, gì quay validate nhé, tên file đúng không? Chấm pp. Thì bạn nào mà bị cái lỗi mà gì không khởi tạo được class thì nhớ là gì quay vào giúp mình nhá. Rồi sau khi mình gì quay rồi đúng không? Thì ở dưới đây các bạn có phải dựa vào được cái gì quay này thì các bạn phải lấy ra được cái tên class không ạ? Đây mình sẽ in ra cho các bạn xem nhé. Mình va đâm được các cái ruler này rồi đúng không ạ? Sau đấy là mình có gì? Đô la class name. Mỗi lần lặp qua bạn nhé. Thì mình sẽ bằng gì? Class name sẽ bằng cái zip đúng không ạ? Chỏ đến cái gì? Ruler mapping nhé. Map class đúng không ạ? Và mình lấy cái key. Ruler map class thì nó là một cái mã này các bạn nhé. Đúng không ạ? Và mình lấy cái key gì qua đúng không ạ? Mà key gì qua này nó đang nằm ở đâu các bạn? Đang nằm ở trong cái ruler đúng không ạ? Rồi mình sẽ đưa vào đây. Rồi sau khi xong xuôi thì mình sẽ va đâm cái class name lên. Xem nó lấy được chưa các bạn nhé. Nó đâm class name. Rồi. Mình sẽ thu nhỏ cái này lại, code hai phần các bạn nhé. Cho nó dễ. Bên đây là phần code này, bên đây là borrower đúng không ạ, mình thu cái này lại. Rồi đây mình load lại trang các bạn nhé. Và tạm thời mình comment ra cái thằng index.php này, mình comment cái phần gì ạ, phần pre này ra các bạn nhé. Rồi quay trở lại cái file validate này,
Các bạn thấy không? Mình đã lấy được rất là rõ ràng các bạn này đúng không? Các bạn thấy mình lấy được hai cái string là require validate không? Và require validate không đúng không ạ? Khi nó lật lập qua cái luật này đúng không ạ? Nó có biến, nó lấy được cái key là require này là username đúng không? Thì lúc đấy nó truy cập đến cái map này và nó lấy theo cái key name thì nó lấy được cái đầu tiên các bạn nhé. Rồi tương tự ở dưới đây thì nó cũng sẽ lấy được cái require validate các bạn nhé. Rồi sau đấy là gì? Mình khởi tạo một cái gì? New một cái đô la này. Instant của class các bạn nhé. Thì bằng gì ạ? Bằng new các bạn nhé. Mình có tên class rồi thì mình chỉ cần new một cái class name này thôi đúng không ạ? Thì có phải là mình sẽ khởi tạo được một cái instant của nó không? Đấy. Thì các bạn cần nhớ giúp mình là gì? Các bạn bao nhiêu lần các bạn lặp qua các bạn có được cái username này nhá. Ở đây mặc dù là hai cái thằng gì string giống hệt nhau nhưng khi các bạn new này thì các bạn đã tạo ra được hai cái instant đúng không ạ? Hai cái là object từ cái class này các bạn nhé. Và hai cái object nó độc lập với nhau hoàn toàn nhá. Đấy các bạn phải nhớ cho mình cái điều đấy. Thì ở trong cái thằng class name này, class gì qua này thì mình sẽ define hai cái phương thức đúng không ạ? Như hôm trước rồi đúng không ạ? Phương thức đầu tiên là gì? Public function để check xem là gì, validate thành công không các bạn nhé. Function pass đúng không ạ? Pass validate. Và cái phương thức thứ hai là gì? Là chúng ta sẽ dùng để gì? Show ra message các bạn nhé. Return lại message cho gì? Ở bên phía gì? Bên phía cái class validate nhé. Public function. Public function show message đi các bạn nhé. Đấy các bạn thấy các bạn, khi mà mình sử dụng qua class này thì mình đã clear rằng gì? Tất cả các cái class thì đều phải có hai phương thức này đúng không ạ? Và phương thức này là gì? Dùng để check xem validate thành công hay không. Và phương thức này là gì? Để return lại message validate đúng không ạ? Rồi thì quay trở về cái validate này, các bạn có cái instant đúng không ạ? Và khi các bạn dùng từ khóa git ở trong đây các bạn nhé, ở trong cái này thì cái từ khóa git nó sẽ liên quan đến gì? Cái instant các bạn khởi tạo này nhé. Đấy. Thì ở đây mình có hai cái git nhá, là liên quan đến hai cái instant khác nhau đúng không ạ? Cùng là một lớp gì qua thôi. Bạn nào mà chưa clear từ khóa git thì xem lại bài hôm trước giúp mình nhá. Rồi ở đây thì mình sẽ có là gì? Mình sẽ có i validate. Validate evaluate đúng không ạ? Path các bạn nhé, là cái biến này sẽ giữ xem này trạng thái là gì, validate có path hay không ạ? Bằng cái gì? Bằng cái instant này mình gọi đến cái phương thức để check là gì các bạn? Path các bạn nhé. Đây path validate đúng không ạ? Rồi mình sẽ mở rộng to lên một chút các bạn nhé. Rồi thì ở đây thì mình sẽ ghi là gì? Check validate path cho gì ạ? Cho ruler nhá. Cho ruler đúng không ạ? Sau khi mình gọi phương thức này thì nó sẽ trả về true false ạ. Và phương thức này phải nhận vào cái gì các bạn? Phải nhận vào cái value field các bạn nhé. Mỗi lần các bạn lặp qua một cái field name thì các bạn phải lấy được cái value field nhá. Đây. Cụ thể thì mình sẽ có là gì ạ? Dollar value của field ạ. Thì bằng gì ạ? Bằng read chọn data form đúng không ạ? Cái thằng data form này nó đang giữ cái mảng của cái các phần tử các bạn nhé, của field name nhé. Và mình truy cập vào cái field name đúng không ạ? Thì mình sẽ lấy được cái data form thôi. Mình sẽ lấy được cái field value nhé. Rồi ở đây thì mình có value field thì mình sẽ gì? Đưa cái value field này vào trong cái thằng gì ạ? Vào cái path validate các bạn nhé. Rồi quay trở lại cái phần path validate này đúng không ạ? Thì các bạn vào gì qua giúp mình. Và ở đây mình sẽ check gì ạ? Mình nhận cái tham số đầu vào là gì ạ? Value field đúng không ạ? Và ở đây mình check là gì? If nếu mà thằng này có giá trị nhỉ? Thì mình gì ạ? Return true các bạn nhé.
Còn nếu mà nó không có giá trị thì gì các bạn, là valid fail không ạ, thì gì turn false thôi ạ. Đấy, thì đến đây thì mình đã nhận được cái gì, true hoặc false từ cái phương thức này đúng không ạ. Cái biến này này nó sẽ nhận cái giá trị true hoặc false các bạn nhé, và dựa vào cái value các bạn truyền vào ạ, if đúng không ạ. Lúc này khi mà gì, khi mà false, cái này false các bạn này, thì bạn làm gì ạ? Các bạn gì? Add cái message error các bạn nhé. Error nhé. Rồi, video này mình xin kết thúc ở đây. Ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn này đưa cái message error vào trong cái mạng error các bạn nhé.